Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách thiết lập dấu vân tay trên máy Mizu M5S này. Các bạn vô cài đặt, các bạn rút xuống chọn phần ngón tay và bảo mật, các bạn chọn cho cái mục tên là nhận dạng vân tay. Rồi, mình sẽ cần nhập mật khẩu dự phòng, các bạn nhập mật khẩu dự phòng yêu thích. À, nó sẽ yêu cầu các bạn đặt ngón tay lên trên cảm biến ngón tay nha, các bạn đặt ngón tay theo hướng dẫn. Rồi, nó báo thành công là bấm OK. Vậy là các bạn đã thêm dấu vân tay thành công. Thì các bạn thoát ra ngoài khóa màn hình lại, các bạn bấm đặt vân tay lên mở màn hình. Vậy là xong rồi. Cảm ơn các bạn.